Chào mừng các em đã đến với trang lời dạy hay.com. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi 1 mục 3 trang 13 sách giáo khoa lịch sử 6, sách kết nối tri thức với cuộc sống. Câu hỏi như sau: thế nào là tư liệu truyền miệng? Phương pháp giải: xem lại kiến thức về tư liệu truyền miệng. Tư liệu truyền miệng là những câu chuyện dân gian, thần thoại, truyền thuyết, cổ tích được kể truyền miệng từ đời này sang đời khác. Đặc điểm nổi bật của tư liệu truyền miệng là chứa đựng những yếu tố lịch sử phản ánh thực tiễn cuộc sống trong quá khứ. Ví dụ, truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh phản ánh cuộc đấu tranh chống lại lũ lụt chúng ta. Thánh Gióng phản ánh về truyền thống chống giặc ngoại xâm của ông cha ta từ xa xưa. Tuy nhiên, hạn chế của tư liệu truyền miệng đó là không biết chính xác về thời gian, địa điểm cũng như là nội dung có thể bị thêm bớt, thậm chí nhuốm màu thần thoại hoang đường. Mở đầu các câu chuyện bao giờ cũng có cụm từ ngày xưa ở một nơi nào đó. Chính vì vậy, khi khai thác tư liệu truyền miệng này, các nhà nghiên cứu lịch sử luôn phải kết hợp với các loại tư liệu khác đáng tin cậy hơn để phục dựng lại lịch sử. Tiếp tục đến với câu hỏi số 2 ở mục 3 trang 13 sách giáo khoa lịch sử. Thầy Năm giúp em liên tưởng đến truyền thuyết nào trong dân gian? Thầy Năm, Thánh Gióng đánh giặc Ân trong dân gian Đông Hồ. Thu góc dài, quan sát hình ảnh và liên hệ bản thân khi em đang học muốn ngữ văn. Thông qua truyền thuyết này phản ánh về truyền thống chống giặc ngoại xâm của ông cha ta từ xa xưa đến nay. Như vậy, cô vừa hướng dẫn các em trả lời xong câu hỏi ở mục 3. Môn lịch sử và địa lý lớp 6, bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Các em hãy truy cập vào trang lời dạy hay.com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tập tốt và hẹn gặp lại các em trong các video bài giảng tiếp theo.